Cả Việt Nam hả hê. Cổ động viên khắp Đông Nam Á, huấn luyện viên Malaysia bất ngờ nói thế này sau trận thua bẽ mặt 3-0 trước tuyển Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả của Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, chúng tôi đều biết đội tuyển Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Đội tuyển Malaysia cũng biết đối thủ Việt Nam có những điểm mạnh và điểm yếu. Những thông tin này chúng tôi sẽ chia sẻ với ban huấn luyện của mình, không thể tiết lộ với báo chí. Đó là những tuyên bố tự tin nhưng cũng đầy vẻ bí ẩn của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia, ông Kim Tangol, chia sẻ trước thềm cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào tối ngày 27 tháng 12. Ui cha, nghe chừng ông Kim đã nắm giữ át chủ bài của trận đấu. Bắt thóp được đội tuyển Việt Nam thật nên mới tự tin khẳng định như thế nhỉ. Và người hâm mộ Malaysia nghe ông Kim phát biểu như thế thì đương nhiên là mừng rơn lên rồi. Họ vô cùng hưng phấn, tin tưởng vào những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã tìm ra. Tôi tin rằng lần này đội tuyển của chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Ông Kim là người Hàn Quốc và ông ấy chắc chắn hiểu về ông Park và những chiến thuật của ông ấy. Việt Nam rất mạnh, nhưng kẻ mạnh nào cũng có yếu điểm. Cố lên những người anh em Malaysia, chiến thắng 2-0 dành cho chúng ta. Lần này Malaysia sẽ đá đít Việt Nam. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại ông vua bóng đá Đông Nam Á. Nhưng đời không như là mơ. Hoặc là ông Kim chỉ tuyên bố vậy cho các cầu thủ và cổ động viên nước nhà an lòng thi đấu. Hoặc là những điểm mà ông Kim tưởng là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, thực tế lại không yếu đến vậy. Dẫu trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì thực tế kết quả 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam cũng là một cú tát đau điếng dành cho đội tuyển Malaysia. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia đã diễn ra theo kịch bản không thể kịch tính hơn. Dòng vàng dù vươn lên dẫn trước, nhưng Văn Toàn lại bị chốt quyền thi đấu sau khi nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong hiệp 1. Tưởng chừng như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Kim lại không thể tận dụng ưu thế đó. Và đội tuyển Malaysia đã có một trận đấu không như ý tại sân Mỹ Đình khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Kim Tangol bị thủng lưới trước nhưng có lợi thế chơi hơn người từ phút 34. Tuy nhiên, Hồ Mã Lai không tận dụng được lợi thế để san bằng cách biệt. Thậm chí, họ còn nhận thêm hai bàn thua nữa trong hiệp 2. Cuối cùng, Malaysia đã nhận được bài học đắt giá. Gáy sớm làm gì sau trận thua Việt Nam 0-3 ở bảng B AFF Cup 2022. Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Kim Tangol cay đắng thốt lên: "Tôi không hiểu điều gì xảy ra." Và ông thừa nhận đội tuyển Việt Nam thắng xứng đáng, nhưng cũng không giấu được sự thất vọng với kết quả này. "Chúc mừng tuyển Việt Nam, họ đã thắng xứng đáng. Tôi muốn xin lỗi đất nước và người hâm mộ Malaysia. Các cầu thủ đã tuân thủ tốt chiến thuật của ban huấn luyện, nhập cuộc tốt và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng không thể kiểm soát được trận đấu." Vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn ngậm ngùi bày tỏ: "Chúng tôi đã có được bài học. Tôi hy vọng các cầu thủ rút ra được những bài học từ những sai lầm." Sau hai trận toàn thắng Myanmar và Lào, huấn luyện viên Kim đã đặt mục tiêu rất lớn lao là tiếp tục đánh bại Việt Nam để duy trì vị trí đầu bảng B, đồng thời giành vé sớm vào bán kết. Như chúng ta đã thấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí còn khẳng định như đinh đóng cột rằng họ đã nắm được yếu điểm của Việt Nam. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với mong muốn của ông và đội tuyển cũng như người hâm mộ Malaysia. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, cầu thủ nhập tịch John Wickin của đội tuyển Malaysia cũng lên tiếng khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam là đội bóng tốt nhất Đông Nam Á và thừa nhận mình cùng đồng đội vừa trải qua một trận đấu khó khăn. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, họ là đội bóng tốt nhất Đông Nam Á. Rất khó khi phải đối đầu với họ. Hôm nay, các cầu thủ Malaysia đã thi đấu hết sức theo chiến thuật mà ban huấn luyện đã đề ra. Chúng tôi đã không thể tận dụng tốt các cơ hội trong khi phía Việt Nam đã làm được. Đội tuyển Malaysia sẽ cố gắng cho trận đấu tiếp theo." Tuy là huấn luyện viên và các cầu thủ Malaysia đã có trận thua tâm phục khẩu phục trước đội tuyển Việt Nam, nhưng dường như cổ động viên Malaysia thì lại không cam tâm với kết quả đau đớn này. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Malaysia bày tỏ sự phẫn nộ trước vị trọng tài cũng như các cầu thủ áo đỏ. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM, người hâm mộ để lại nhiều bình luận: "Tôi yêu cầu FAM kháng nghị lại với AFF Cup ngay sau trận này." "Chúng ta có thể kháng nghị không? Rõ ràng là không có một tai nạn nào ở pha bóng đó cả." "Việt Nam chơi quá xấu. Chúng ta có thể thấy Malaysia rất mạnh khi các cầu thủ thi đấu rất khỏe và quyết tâm. Thật tiếc vì họ không thể thắng tối nay." "Hay thật đấy, Malaysia không muốn ghi bàn, trọng tài đã giúp Việt Nam có thêm bàn thắng."
Phía dưới còn có hàng loạt cổ động viên khác để lại bình luận phản đối trọng tài trận đấu. Hầu hết họ đều cho rằng trọng tài đã quá thiên vị đội chủ nhà khi phạt chiếc thẻ đỏ đối với Azmi ở phút 62. Tuy nhiên, họ đã quên mất rằng tuyển Việt Nam còn rơi vào tình huống thiếu người ngay từ phút thứ 32 khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ hai. Bên cạnh đó, pha quay chậm của truyền hình cho thấy cầu thủ số 14 của Malaysia đã có một hành vi đánh nguội với Đoàn Văn Hậu. Theo dõi kỹ có thể thấy, cầu thủ của Malaysia đã dùng chân đạp vào người hậu vệ đội tuyển Việt Nam sau khi cả hai cầu thủ này đè lên nhau ở một pha tranh chấp bên biên trái. Hành vi chơi xấu của cầu thủ áo vàng là không thể chấp nhận được và cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của trọng tài. Pha bóng chơi xấu này ở thời điểm trận đấu đang diễn ra. Mặc dù điểm phạm lỗi ở ngoài sân nhưng gần với khu vực 16m50 nhất. Do đó, trọng tài quyết định cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền là hợp lý. Trong khi nhiều cổ động viên Malaysia vẫn còn cay cú bới lông tìm vết về quyết định của trọng tài, thì cũng có những người hâm mộ Malaysia đã thừa nhận trận thua trước đội tuyển Việt Nam là vì đẳng cấp khác biệt. Người hâm mộ của nickname Alvin Yap bình luận: "Các bạn có sự ủng hộ từ Malaysia bởi các bạn quá xứng đáng. Thậm chí tôi có thể nói rằng, sau liên tiếp những trận thua vừa qua thì Malaysia đã không còn là kình địch với Việt Nam nữa rồi. Thua tại AFF Cup, vòng loại World Cup đến SEA Games, U23 châu Á và giờ là trận đấu này, Malaysia là chiếu dưới thì đúng hơn." Thậm chí thay vì chỉ trích trọng tài, có cổ động viên Malaysia còn bất bình thay cho đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là đội tuyển Malaysia đã thua đậm sau những tuyên bố phóng đại của mình. "Hơn 20 năm xem bóng đá, tôi chưa từng thấy đội nào chơi bóng như các cầu thủ của chúng ta hôm nay. Hôm nay, Malaysia thật sự chơi rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở chỗ không đá bóng mà đá người." Vẫn là một fan từ Malaysia có tên Salie Shahril chia sẻ lời chúc mừng: "Làm tốt lắm Việt Nam, các bạn xứng đáng với chiến thắng này. Lời chúc may mắn từ Malaysia." Nhìn ra khu vực, hàng loạt cổ động viên Đông Nam Á cũng đã vỗ tay tán thưởng và dành lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của các chiến binh sao vàng. Một cổ động viên người Indonesia bày tỏ: "Đặng Văn Lâm là thủ môn xuất sắc nhất." Trong khi đó, một người bạn Thái viết: "Bước ngoặt là điểm phạt đền, nhưng nhìn chung thì trận đấu hay, bóng nhanh, thiết lập trận đấu tốt, thật xứng đáng với số 1 Đông Nam Á." Một khán giả Indonesia thì ấn tượng với pha lập công của Hoàng Đức: "Đây là một bàn thắng tuyệt vời." Một cổ động viên khác tới từ Thái Lan bày tỏ: "Công nhận Việt Nam đã hay thật, Malaysia không thể tiếp tục. Thái Lan phải đá như Việt Nam, họ phải chơi thật nhanh, Thái phải đánh nhanh, Thái phải có danh hiệu, chơi bóng hơi chậm, thi đấu và dứt điểm khó quá." Và rất nhiều cổ động viên của các nước khác cũng đã để lại bình luận chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Sau những chiến thắng giòn giã của đội tuyển Việt Nam từ đầu giải tới giờ, nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á còn tấm tắc nhận định các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đạt tới đẳng cấp thế giới. "Tuyệt vời! Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể vô địch AFF Cup thêm một lần nữa." "Cố lên các bạn Việt Nam! Các bạn xứng đáng là số 1 Đông Nam Á." Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh và sự bền bỉ trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam thi đấu hay và dứt điểm tốt trước tất cả các đối thủ. Với sức mạnh của mình, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Tôi nghĩ vậy. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng ở đẳng cấp thế giới. Dẫu người hâm mộ Malaysia có tức giận và không cam tâm cỡ nào thì thắng bại cũng đã định. Thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng B, Malaysia đứng thứ 2 và Singapore đứng thứ 3. Ở trận đấu diễn ra vào ngày 30 tháng 12 tới, Việt Nam sẽ thi đấu trên sân của Singapore. Chúng tôi rất hy vọng sẽ tiếp tục được theo dõi một màn trình diễn ấn tượng và đẹp mắt khác của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn các bạn khán giả có đánh giá như thế nào về trận đối đầu Việt Nam-Malaysia vừa qua? Hãy để lại bình luận của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và trò chuyện cùng Tri Thức Việt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của chúng tôi.